Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, thủy khí sung thần ý. Thấu kiều ý thiên, nhan giả chí thành đăng bảo an, nguyện nghỉ cầu đệ tử đắc bình an ni. Nam thủ nền an vương thất, chuyển pháp luân Phật Nhật tăng huy, nguyệt nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện ý, Phật nhạc dưới trên cửu long ý, phun thủy quỳnh tiên ca ý đàn, đức tòa thị ngai vàng sờ sờ ơi, phóng hào quang rực rỡ vân niên.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Vô Lượng hồi hương
để về địa tiên nơi văn tỉnh mời mẫu đệ nhị địa tiên nơi tích xưa sinh thành ơi trong tìm sông sơn mùng ba tháng thìn giờ dần ơi ngày mùng ba tháng thìn xe loan sớm lánh cõi tiên đến ai tường xe loan thanh xa hồi buồn thanh mẫu đệ tam thỉnh mời thanh mẫu đệ tam xích lần lòng nữ ngự đến thì cũng xiên đàn hai ngàn đô nhiệt minh hương xa du từ mẫu lượng vương hòa đội đắc thanh lương trí tâm kim tương nhất su biến thập phương nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát quang dòng nhan thầm cờ diệu quang minh chiếu từ trung cá thích tăng cúng giang kim phục hoàn thân gần thánh xưa tiên trung vương xoan thanh xa hồi cùng quân thần trần chiều quân thần hay sắc sáng ngơ ân thần ngài giúp tôi lô lô alo từ đầu
Bạch
mã hỏi thăm đền để chúa quyền nơi nào hỏi thăm ga kép đi vào. Thấp thầm cao đồng gia tín chủ
người chỉ cho nhân nhân duyên, rộng vợ căn gió hợp hay không hợp, Chúa chỉ cho rõ ràng. Trong ngoài lầm lỡ Chúa chỉ cho phán rằng đệ tử chớ lo. Chân an được về đồng điểm phân vân tu sang. Mang xe mang bữa cơm làm xa vàng. Ý, ý, à, à.
nghe thấy tiếng thú rừng gọi nhau, khát khát chàng đòn cõi quạt đầu. Sông Nam phía phù phương thái hòa, sông bê đắp bên chùa soi tỏ gần xa, soi cho đó lũ nước nở hoa buồn mùa, soi cho đó lương buồn mùa nở hoa, soi lên thác đồ ao, người mừng người mán người giao lên đồi, soi trong đêm tối mịt mùng, cho chim ba tổ về ngang sườn sang. Sáng vào lệnh đồng nghi phúc lạnh luyện cao.
Trần thì phàm có biết phép ma tiên chuẩn
thiên hình bách bách ban dành tiền chúa thường ngàn lừng lẫy hóa phép bầu đã dậy thần thank you.
chân chân người là bước tới nơi đâu gieo một nhân nghĩa vang 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 tổ bình hoa đẹp như sao đậu ngân hà trắng rằm tháng tám như là sao mai đẹp như tô nữ trang đài kinh à lòng tài chưa mới tan ra bốn phương hội họp vì đã tháng ngày bác đi cho tiền tốt lụa dày
nhan thập cờ diều quang minh chiếu từ trung nga tích tăng cung giả kim phục hoàng thần cận thánh chúa tiến trung vương dâng một chiếc nhang long thành dâng một chiếc nhang tô về thủy phủ dương gian các tòa thiên đình thủy phủ diễm ba dưới đền thoại phủ xa đông kinh sơ điệp dâng lên hôm nay sơ điệp dâng lên đi quan về tấu đôi chúa tên dành dành ông phê nhị đường trang sinh chữ phú chữ quý kháng đinh thọ và trường vinh cho sức mạnh đôi đường kháng đinh phú quý mọi đường hành thông chữ rằng sở nguyện đồng tâm thiên nhân thông vi ngại dục nhân ngại vi đông pháp nhân duy quang lục tuệ nhớ sức viên thông thần nhân như thiên nhật chiếu diệu thì hoạt động viên minh pháp rơi đội vô số bất hàm dung giang phủ chứng đàn lớn về giang phủ chứng đàn trước là thu chấp lễ duyên cho đồng sáu gia thu trong tà tình được sang làm tôi được thịnh được sang phú lại mừng quý quan sang mừng dầu đồ cho hạnh phúc dài lâu phơ phơ tóc bạc xin đầu như bông thịnh quan lai đáo từ trường điều lành điều dữ phán cùng dần dần thương ai đứng lo và đâu đó bình an độ cho đâu đó bình dẹp loài ta quỷ phạm nhan hiểu về tuột mây sẽ nước đi về chư vị linh quan hội đồng chư vị linh quan nghe nhời chiều tỉnh nghi đáo đàn chừng đây nhân duyên khắc khoải một ngày giả
tiết xuân thiên ơi nhân ngày khánh hạ yên mở trường sinh bày văn ban võ bản nên xin thiên ơi định sân ơi đàn quê tiêu thiều nhạc vui văn sư dựng lên đi quan về tấu đôi chúa tên rành rành ông phi nhìn từng trang sinh sư phụ sư quý khang đinh thọ thường về do sức mạnh đông đường khang đinh phu quý mọi đường hành thân sự dằm sở nguyện đồng tâm sáng đèn sáng phủ sáng bút chùa thề chậm lấy chắc tớ kim ngân quan mà thời kỳ kết nối nội bản sắm tạm tam liên hợp cách thành lập nay dần đi vọng tạm thanh hòa ta cấp sắc cấp ứng cho được đồng minh phóng quan đồng sản tiền thưởng ta ban khen thủ đang sở tạm chiêu hương chúc thánh thủ năm phú đạo dân cầu thập phương chiêu tài nhị thứ ta ban khen cho cùng cha học trần cổ để tăng cường cao tay bó giỏi tay quyết đông con nhan văn ngàn đệ tử tam thứ ta ban khen chức thủ nhang đồng đền đồng điện thần ác thầy văn tay quỳnh tay quế lĩnh ra tiếng chế rừng xa bách xa trăm họ dân thôn tác phúc trợ duyên cho họ sẵn ta chúc phúc trời gian nghiệp đầy thuyền mãn quả lập tự vân ai tài như chữ chín nhà làm một đấy nha.
tôn quan đi xa ngự. Bồ tiên nàng thứ tử nghi dưng hoa đình già chính quan quỳ nhà danh lam mỹ cổ tích ngự tòa ngồi cao
Thiên Đình, Lãnh Gia Thiền, Tá Quan Văn, Hưu Vũ Tượng, Chỉnh Tề Cân Đai, bước chân ra ngoài, sắp đặt hai hàng, phải cho nghiêm chỉnh, Thiên Phủ Tâu Thiên Phủ, Địa Phủ Tâu Địa Phủ, Thủy Phủ Tâu Thủy Phủ, Nhạc Phủ Tâu Nhạc Phủ, Thuyền Tông quay mút từ vòng cái đầu ta ra. Sập rồng
đại thống chi tam giới hay sắc tà sát quý trừ đình quan quân vàng phép anh linh quyền ngài cai quản tướng âm binh nhà trời. Ngự đông ai binh quyền bóng quý lương nguy rời thủy khí đoan trang tốn con lớn tuân ngài hiển hách ai đang quyền ngài ai quản tướng thiên binh nhà giờ hiển thân cơ gia uy hùng hổ đương uy trời tế bổ sinh nhân trận phong vân thương đồng ban phép cứu dân quan sử tài cánh dấu thiêng mang về mà trận nếu có tà quan trục tà ra ai mà vân vân hàn chưa qua kiều quan đệ ngũ cửa nhà phóng qua tiên thanh trên ngàn rừng văn châu đề nhị trên ngàn đông uống tuần quan giang đền trưng đây thượng ngàn gió cuốn rung cây sao tàn đèn ai
diệt là hoa tươi tốt đi khăn xanh dườm ra phấn nhị hồng tiết điểm màu da ý à ý à Nang nang nang
sầu hãy mang mang chút băng ra, mang mai mang nước trà vàng thơm lam, có phèn sung ai đi tìm xa xôi hồ dê, ai đem cùng ra. Chân người là bước tới nơi đâu, gieo mầm nhân nghĩa bắc cầu
chất bảo hà nếm vui phong quyết đi ấy là cảnh thần điện. Văn vở hoàng giáng đền tam phủ giáng quốc chu thể
chú bà Tây Thiên, chú bà Việt Hồ, chú bà Lâm Thảo, chú bà Đông Phương, chú bà Bàn Trạch, thậm chí khi ngừng tải mãn từ Lây trở đi họ hiệu Thanh Hương, Thanh Hoa, hiệu Thần Đông, Thần Linh, Thần Lập, ta cũng mãn tất cả các thế mà mang cái kho nghĩa ra để tam tổ để tôn tôn tạo ra ban danh ban diện thì bạc vàng để đã từ đây phú quý vinh hoa
cảnh ấy thú vui thay. Hòa vui với phù dung, với cỏ cây, tuyết nguyện phong thư lấy hoa làm bạn, cầm kỳ thơ tiểu thu vui vầy. Lúc tình khi say hoàng đổ ai biết biết được, hương bay khói tỏa ngút trời mây. Thổ mãn hội đồng mới lệnh hoàng sai, thổ mãn hội đồng phục nghịch đòn rước hoàng về trên cung bảo. Xin quý vị chàng vào đây. Trên thông gieo dưới thời vượn hót trâu bé dậy chim rừng, ca hót đêm mơ thâu chim mà oanh díu dít đến lâu. Hoàng tung cánh về châu động tiên, vượt trên non du con dầu dĩ, thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên, một bầu gió mát trăng ngời.